ăn thịt thai nhi, mong sẽ mang thai. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã kết hôn được 6 năm nhưng chưa có con. Tin theo một bài thuốc dân gian nên cô trộn bào thai đã phá của người khác với thịt băm rồi làm thành bánh bao, hấp lên rồi ăn vì cô tin rằng điều này có thể giúp mình mang thai. Sự việc này còn kèm theo nhiều tình tiết rợn người. Tất cả đều được đưa ra ánh sáng khi người phụ nữ đến khám ở một phòng khám. Đây là video toàn bộ sự việc ăn thịt thai nhi được một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng ở Sơn Đông đăng lên mạng. Người phụ nữ đến khám bệnh nói rằng, cô nghe nói chỉ cần ăn bào thai 2 tháng tuổi đã bị phá của người khác thì trong bụng mình sẽ có một đứa bé. Nên cô đã xay nhỏ bào thai chết non rồi trộn với thịt băm để làm bánh bào hấp. Một ngày ăn 3 cái và mỗi thai nhi bị sảy có thể ăn trong 7 ngày. Bác sĩ không giấu được sự bàng hoàng khi nghe điều này và hỏi người phụ nữ, làm thế nào mà cô có thể ăn được chứ? Người phụ nữ thản nhiên trả lời, thai nhi 2 tháng tuổi đã hình thành ngũ quan, cô có thể nhìn thấy rõ đầu cũng như bàn tay và bàn chân nhỏ bé của nó. Vì vậy, khi chế biến, cô không dám dùng dao để băm mà chỉ có thể làm nhỏ bằng máy xay thịt, bọc lại và nấu chín. Khi ăn, cô cũng không dám nhai. Sau khi ăn xong, toàn thân cô ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khắp người, lưng cũng nóng và đau. Cô không thể ra khỏi giường và phải ngủ để chống chọi với cảm giác khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì ăn đến tận 3 bào thai. Bác sĩ thở dài, nhiều năm hành nghề y đã nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe nói đến phương thuốc dân gian này. Bà cho biết, sau khi khám bệnh, xác định nguyên nhân vô sinh của người phụ nữ là do ống dẫn trứng bên trong tử cung bị tắc nghẽn. Vì vậy, cần giải quyết vấn đề tắc ống dẫn trứng chứ không thể ăn thịt thai nhi được. Bình luận về vụ việc này, có cư dân mạng đã để lại bình luận như sau. Có nhiều người ở Trung Quốc vẫn đang ăn thịt thai nhi, ăn những đứa trẻ đã chết. Chính loại môi trường văn hóa này đã dẫn đến nạn thu hoạch nội tạng tràn lan ở Trung Quốc. Chính quyền mang rợ, con người mang rợ, không còn hy vọng nữa. Có người còn kể, khi tôi còn nhỏ, người ta thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Những đứa trẻ được sinh ra đều bị ném xuống cái hố lớn phía sau bệnh viện. Tôi có một cô bạn cùng lớp có em gái bị ngốc. Mẹ của bạn đó đã đi tìm đứa trẻ bị vứt dưới hố, rồi moi não cho đứa con gái ăn.